往日破译着迷团，这日凑合过一天，昨日那道火完全扑灭，但却踏上伏线，惹起水花四溅，案件一波一波层层发现，冰封那记忆全被空战，不会预计到太多的反差线，翻开证据从头连接，抽丝去揭穿真相在背面。Anh Phạm à, tối nay em nấu cơm cho anh ăn. Ăn xong đi ngủ sớm. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm. Anh có nhớ ngày mai phải làm gì không? Nhớ chứ. 11 giờ đi mua nhẫn hột xoàn, 4 cây ra chứ gì. Sau đó tới nhà hàng thử món. Tiếp theo tới tiệm áo cưới để thử đồ cưới, thử trang điểm, thử trang sức chứ gì. Người ta nói đám cưới có nhiều chuyện phải làm, ít nhất cũng ốm 5kg. Thì ra là thật. Đâu phải ai cũng ốm đâu, cô có ốm chút nào đâu. Em chưa ốm thôi. Ủa, Chris, cô Cao, anh hai. Sao mặt đẹp vậy? Hẹn em tôi đi chơi sao? Phải đó, anh đặt bàn ở Buchef bên tìm xa chủy ăn cơm. Anh nói là chị giới thiệu. À, tiệm đó hả? Không khí ở đó cũng được lắm. Món ăn cũng rất là ngon. Mấy hôm trước tôi mới đi với anh Phạm rồi, anh cũng khen rất ngon. Anh khó chịu như vậy cũng khen rất ngon. Tức là ngon vô cùng. Đi ăn vui vẻ nha. Ừ. Bye bye. Bye bye. Đi đi anh Phạm. Vừa chín tới. Ngon lắm. Nè, thật ra nghĩ lại Yuki cũng thảm lắm á. Hay là để em hỏi thăm khách hàng có nhà nào vừa rẻ vừa đẹp giới thiệu cho cổ để cổ dọn đi hay không? Quả nhiên độc nhất là phụ nữ. Luôn cả nhà cũng tìm cho cổ để cổ không còn lý do dọn về. Gì chứ, em đâu phải hạng người như vậy. Anh đừng có bôi nhọ uy tín của em nha. Được rồi, anh hiểu, trong lòng hiểu mà. Nhưng mà giúp gì thì giúp, đừng để cổ biết là em giúp. Nếu không cổ lại không vui đó. Em biết rồi. Nhưng nói gì thì nói, đúng là chúng ta phải kín tiếng một chút. Nếu để Gordon biết chúng ta quen nhau, em sẽ không thể tiếp cận điều tra anh ta đâu. Muốn điều tra anh ta thôi, không cần tiếp cận tới vậy chứ. Anh ghen hả? Điều tra thôi mà. Ghen là cái chắc rồi. Chris. Cảm ơn. Sếp Cao, hai người hẹn ăn cơm xong. Phải, tôi có chút chuyện pháp luật muốn hỏi thăm cô ấy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều nha. Vụ án đó thôi mà, đương nhiên. Phải, chính xác. Dù sao tôi cũng đi một mình, hay là ngồi chung đi. Cũng được. Yeah, Padolino, năm nay cũng được lắm, biết chọn lắm đó. Gordon, anh cũng có nghiên cứu lắm. Lần trước tôi và Chris ra ngoài uống rượu với nhau, vui vô cùng. Uống tới khuôn mặt đỏ ửng lên, đúng là rất hấp dẫn. Vậy sao? Có sao? Sếp Cao à, anh cảm thấy tôi và Chris có xứng không? Anh nghĩ tôi có thể theo đuổi cổ được không? Con người anh cũng thẳng thắn lắm. Anh và em chơi từ nhỏ tới lớn mà, cần gì vòng vo. Em có biết không, gần đây anh thật sự bị em hớp hồn vô cùng. Chris, có thể cho anh cơ hội được không? Gordon à, cách tỏ tình của anh cũng đặc biệt thiệt nha. Vừa ngồi xuống là tỏ tình liền. Con người của tôi hơi thẳng thắn một chút, hễ có cảm giác thì phải làm ngay. Chris, em nghĩ sao? Sao cái gì? Có thể cho anh cơ hội được không? Có thể suy nghĩ lại thử. Thật sao? Hay lắm. Baby, Yuki, sao em lại ở đây vậy? Em về nhà nghe anh nói chuyện điện thoại nên tới coi thử. Em nghe lén điện thoại của anh à? Em xin lỗi, em không phải cố tình nghe lén, nhưng em đã nghe được thật mà. Em uống rượu sai sao? Người ta không vui nên uống rượu thôi. Em cố tình tới đây chúc mừng hai người tái hợp. Các người làm gì vậy? Sao lại như vậy?
Chẳng phải anh nói anh và Chris tái hợp sao? Sao cổ lại nắm tay của người đàn ông khác vậy? Tại sao cổ lại nói em và sếp Cao đã tái hợp vậy? Baby, anh chấp nhận như vậy sao? Tại sao anh có thể chấp nhận cổ như vậy mà anh lại không chấp nhận em chứ? Không phải như em đã nghĩ vậy đâu. Tại sao không thể giống như em đã nghĩ chứ? Em không thể chấp nhận anh đối xử với em như vậy. Anh cũng không chấp nhận em đối với anh như vậy. Em suy nghĩ kỹ rồi mới tới tìm anh đi. Sao lại đúng lúc gặp hết cả hai người chứ? Anh còn nói nữa, Yuki của anh lần nào cũng tới phá hư bữa cơm. Vậy còn Golden của em nữa? Golden của em cái gì chứ? Yuki thì nghe lén điện thoại của anh, còn Golden sao tình cờ vậy chứ? Anh nói anh cố tình tới tìm chúng ta. Em có nói với ai là hôm nay tới đây hay không? Không có. Lúc em chuẩn bị đi đã gặp anh hai và cô Cao. Anh Phạm. Anh Phạm, có cơm ăn rồi, mau ăn nóng đi. Đừng lo bấm điện thoại nữa, ăn đi. Tôi cảm thấy lạ lắm đó. Lạ cái gì chứ? Cô nói với tôi, cô nói hôm tôi tới bãi biển cầu hôn cô là ngày 18 tháng 6. Phải. Tôi lên mạng, vô trang web của Đài Thiên Văn kiểm tra lại thông tin thì 7 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 6, họ đã cảnh báo bão cấp 10, còn cảnh báo mưa lớn màu đen nữa. Tôi tới bãi biển cầu hôn với cô sao? À, anh muốn nói với em, chúng ta dân bão cũng không thể tách rời. Còn một chuyện cũng lạ lắm đó. Cô nói lần đầu tiên tôi hứa tặng những hột xoàn cho cô là 4 cara mà. Lúc nãy đi thang máy lên đây, cô nói tôi đã sai. Đáng lý tôi hứa tặng những hột xoàn 8 cara cho cô. Thật ra tôi đã hứa tặng cô bao nhiêu cara vậy? Thật ra 8 cara là hay nhất, nhưng 4 cara cũng được rồi. Nhưng còn một chuyện tôi cũng cảm thấy lạ lắm đó. Nè, cô nói tôi từng hứa cho cô làm hiệu trưởng, nhưng cái đó không bao lâu, cô lại nói tôi nói sai. Tôi hứa cho cô làm hiệu trưởng danh dự mới đúng, nhưng cái đó không bao lâu, cô lại nói tôi nói sai. Tôi hứa cho cô làm chủ tịch mới đúng. Thực ra tôi hứa cho cô làm tới chức gì nữa vậy? À, Chris về rồi. Anh hai. Anh Phạm, có phải nói với Golden tôi và Chris đi ăn cơm không? Phải đó. Sao lại nói cho anh biết chứ? Hai người làm không đúng, nhất là em đó. Em cũng nên bắt cá hai tay. Hả? Em bắt cá hai tay với ai chứ? Em với Golden đang quen với nhau mà. Sao lại có thể cùng anh ta cái gì đó ở đây chứ? Em đâu có quen Golden đâu. Chắc chắn là do Golden nói rồi. Anh đừng có tin anh ta nữa. Con người anh ta có vấn đề, anh ta chỉ gạt anh thôi. Tôi cảm giác các người mới là có vấn đề đó. Anh Phạm, sao anh nói như vậy? Hai người thành thật nói cho tôi biết đi. Thật ra con nhỏ này có phải là vợ sắp cưới của tôi hay không? Sao hai người im lặng như vậy chứ? Thực tế cô không phải là vợ sắp cưới của tôi. Nếu cô là vợ sắp cưới của tôi, tại sao tất cả những chuyện cô nói với tôi đều rối tung vậy chứ? Luôn cả một người mất trí, các người cũng dám gạt nữa. Các người, một người, hai người, ba người đều là người xấu đó. Anh Tâm. Anh hai. Tính sao đi? Cứ để cho anh giận trước đi. Còn Yuki nữa, lần này anh sẽ không mềm lòng, nhất định đuổi cô đi. Chị hai, chị yên tâm, lần này em nhất định không mềm lòng. Nếu nó còn nằm dạ không đi, chị sẽ lôi hết quần áo của nó quăng ra đường. Đến lúc đó không được cản chị. Yuki, anh có chuyện muốn nói với em nè. Em à, em coi nè. Tính sao đây? Yuki, Yuki, Yuki. Chris. Sao giờ này anh mới gọi điện cho em? Có phải anh mới nói xong với Yuki không? Chừng nào cổ dọn đi? Ờ, coi như cổ đã dọn đi rồi. Coi như, tức là sao? Lúc nãy anh và chị hai về nhà, thấy cổ nằm dưới sàn miệng sùi bọt mép, giống như tự tử vậy. Anh đã đưa cổ vô bệnh viện. Hả? Vậy cổ có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Anh cũng chưa biết nữa, đang đợi. Anh có cần em tới đó canh với anh hay không? Ờ, không cần đâu, em ngủ đi. Sáng mai sẽ gọi lại cho em. Ok, cẩn thận nha. Ok.
2. Cô Linh. Ủa Phạm, cậu tới đây giờ này làm gì vậy? Tôi muốn vô tới đây ở chung với hai người. Vô à? Vô đi, vô đi. Nè, có chuyện gì vậy? Em gái của con cùng với sếp Cao thông đồng với cô Cao gạt con không thể nào ở chung với họ nữa. Họ gạt cậu chuyện gì? Họ gạt tình cảm của tôi đó. Tình cảm? Cô Cao không phải là dì hôn thê của tôi. Hèn chi còn không biết tôi sắp đám cưới. Còn nữa, em gái của con và sếp Cao có thể phối hợp với cô Cao thông đồng với nhau để gạt con. Cô cũng không biết họ giấu con bao nhiêu chuyện nữa. Họ gạt tình cảm của cậu, cậu cũng không cần dọn tới đây ở. Bây giờ tôi không còn người thân nào nữa. Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu thôi. Tôi không ở với cậu thì ở đâu chứ? Em gái của con. Alo. Anh Hai, giờ này anh đi đâu vậy? Sao anh dọn hết đồ đạc đi gì? Bây giờ đang ở chỗ của Golden đó. Anh quyết định dọn tới đây ở chung với Golden rồi. Chú có đó hay không, anh đưa chú nghe đi. Đợi một lát. Chú à, em gái của con. Alo. Chú à, con xin lỗi. Anh Hai giận con, phải làm phiền chú. Ôi, đừng nói như vậy, không sao đâu. Mặc cho nó ở đây đi. Để nó ngu giận rồi mới tính đi, ha. Có chú coi chừng nó, con không cần lo quá. Ok, cảm ơn chú. Có chuyện gì chú nhớ gọi điện cho con. Được rồi. Cảm ơn chú. Ông chủ, ông không sao chứ? Đương nhiên là có rồi, cô làm cái gì vậy? Là cậu Lý đó. Phạm à, con làm cái gì vậy? Chú à, ông có bộ mặt bụi căn phòng này nhiều vô kể đó. Cả đến còn suốt đêm không có ngủ được. Bây giờ đã xử lý chúng. Chú à, hàng chi chú có bị ho suốt. Được rồi, kêu chú đi nó làm đi. Không cần, con làm gần xong rồi. Nè, chú Hoa đi đã. Con tìm được thùng này của một người tên là Trương Tú Xuân đó. Má của Lệ Giao. Con nhớ bà Xuân sao? Bà Xuân là ai vậy? Trương Tú Xuân là bà Xuân sao? Không có gì, bà ta qua đời rồi. Được, chú đi à. Chú à, còn nữa. Giấy thông báo quá hàng đóng phí gửi cho Trương Tú Xuân. Bây giờ bà ta chết rồi, con nghĩ bà ta không thể đóng được. Giấy nợ phí kho mini khoái dịch, người nhận Trương Tú Xuân, địa điểm tiệm tạp hóa Tú Xuân. Được rồi. Làm ơn, tôi nhận được tờ đơn này. Nó tủ đồ bị quá hạn, chưa có đóng phí. Được, ông đợi một lát. Tủ đồ đó không đóng phí suốt 3 tháng rồi. Theo quy định của công ty, nó đã được tự động hủy bỏ. Đồ đã được rút ra. Ông muốn mở lại tủ đồ đó hay là muốn lấy lại đồ? Thật ra thì bà Trương Tú Xuân đã qua đời rồi. Tôi là bạn của bà ấy. Tôi có thể lấy lại đồ không vậy? Người đăng ký tủ đồ này là Lữ Lệ Giao. Phải do Lữ Lệ Giao tới làm mới được. Lữ Lệ Giao? Không phải là Trương Tú Xuân sao? Trương Tú Xuân là người liên lạc của Lữ Lệ Giao. Chúng tôi không thể liên lạc với Lữ Lệ Giao, cho nên mới gửi giấy thông báo cho Trương Tú Xuân. Cả hai người đó đều qua đời rồi. Tôi phụ trách xử lý di vật của họ. Tôi muốn lấy lại đồ, có phiền phức không vậy cô? Vậy sao? Ông đợi một lát. Má, lúc má đọc được bức thư này, rất có thể con đã chết rồi. Má hãy lấy bức thư này và thẻ SD giao cho cảnh sát. Họ sẽ biết nên làm như thế nào. Tôi đã quay một đoạn phim, còn giao luôn cho người bạn tôi tin tưởng nhất. Nếu tôi có điều gì bất trắc, họ sẽ giao đoạn phim đó cho cảnh sát. Con về rồi.
Sao ba không mở đèn lên vậy? Còn Phạm đâu? Bà cố tình kêu chú đi đưa Hào Phạm ra ngoài ăn cơm. Con vô tắm trước đây. Đứng lại đã. Bà có cái này cho con coi. Không được. Tôi là Lữ Lệ Giao. Nguyên nhân tôi quay đoạn phim này là muốn công khai hết sự thật của một vụ án bí ẩn cách đây 20 mấy năm. Sao lại như vậy? Ở đâu ra đoạn phim này vậy? Tiếp tục coi đi. Ngày 3 tháng 7 năm 1994, phát hiện thi thể của một cảnh sát Cao Triển Tường và một người phụ nữ tên Trình Duyệt Minh trên núi Đại Phụng. Không ai biết họ đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, hung thủ giết chết họ chính là Diệp Minh Quân. Con không có giết người. Con không nên muốn vu oan con. Bây giờ luôn cả chết nó cũng muốn kéo con chết theo. Tôi biết chắc chắn Diệp Minh Quân sẽ nói tôi nói dối dù không hắn. Tôi vì muốn chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi đã chuẩn bị một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm này có hai người. Người nữ là tôi, còn nam là Diệp Minh Quân. Một tuần rồi đó, tiền đủ rồi phải không? Cô và thằng Đông đòi 3 triệu bạc. Bức thình lình làm sao gom đủ cho cô chứ? Ôi trời, anh đừng có nói đùa nữa. Anh về tới Hồng Kông, ngồi ở trong phòng lớn như vậy, còn làm lãnh đạo công ty, kiếm ăn ngon như vậy, không lẽ 3 triệu cũng không có sao? Tôi mới về tới Hồng Kông thôi, ghế ngồi vẫn còn chưa kịp ấm nữa thiệt tình. Ngày đầu tiên tôi biết anh hả? Đừng ngồi đây ăn nói lôi thôi nữa. Nói tóm lại, nếu anh không đưa, tôi sẽ khai tất cả mọi chuyện với cảnh sát. Khai đi, cùng lắm thì ôm nhau chết chung thôi. Xin lỗi nha. Cầm khẩu súng bắn chết gã cảnh sát với lại má của thằng khùng đó chính là anh, không phải tôi. Bây giờ cô đổ hết cho tôi sao? Lúc tôi vu khống thằng khùng đó lừa má của nó sao không cản tôi đi? Nếu không nhờ tôi giết họ, cô đã húp cháo rồi. Không cần nóng nảy như vậy. Như vậy đi, lúc nãy tôi gặp thằng khùng ở ngoài đó. Nếu tôi chạy đi nói cho nó biết má của nó là do anh giết, không biết cái ghế của anh có thể ngồi được bao lâu. Vậy đi, tôi cho anh thêm thời hạn 3 ngày. Mau đi gom đủ đi. Ok. Chính hôm đó tôi đã tới công ty Đại Thăng tìm Diệp Minh Quân. Quay lưng đi, liền có người giết chết anh Đông. Tôi may mắn có thể chạy thoát không sao. Kẻ mua đứt anh Đông, không cần hỏi, chắc chắn là anh Diệp Minh Quân. Cô còn gì để nói nữa không? Bà, cô đúng là còn tán tâm bệnh hoạn với chết Viên Chấn Đông không? Con không có. Con đâu có điên như vậy đâu ba. Tôi kêu cậu cho người theo dõi Lữ Lệ Giao, tìm cô ổ của nó ở đâu. Cô tìm được chưa? Vừa mới tìm được. Hai đứa nó mê tiền chứ gì. Tặng chút tiền âm phủ cho chúng xài giùm tôi đi. Bản thân họ bị kẻ thù giết chết, cũng đổ hết luôn cho con sao? Vậy còn má của Lệ Giao có phải con không? Con sợ bà ta nhớ lại chuyện cũ nên kêu Donald xô bà ta xuống núi có phải không? Không có. Bà đừng suy nghĩ lung tung có được không? Không biết con giao mê thằng khốn Đông đó cái gì. Tuy không phạm lỗi nhưng mặt khó ưa. Cậu em á thì đỡ hơn nhiều. Trời, không đúng. Tôi nhớ con giao nói cậu em từng giết người, từng giết hai người lận. Đừng để con giao đi chung với cậu em nha. Donald, lập tức đưa bà Xuân đi cho tôi. Đi càng xa càng tốt. Từ nay đừng để cho bà ta nhìn thấy ba tôi. Donald bắt cóc bà Xuân, con thực sự không biết tại sao. Bà Xuân chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông với ba rồi. Con còn bày ra nhiều trò làm cái gì chứ? Được. Bà tin con không giết bà ta, không giết con Giao, không giết thằng Đông, còn cảnh sát. Hả? Còn chị Triết, con tự giận đó, có phải là bà, con không? Bà, mày gạt tao 20 năm. Hả? Tất cả cho tụi mày bày ra. Thì ra là mày. Tại sao? Tại sao mày máu lạnh như vậy? Mày mất nhân tính như vậy chứ? Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Ba, ba, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Lúc con còn nhỏ con sơ ý giết người, con không dám nói cho ba biết nên con mới nói dối thôi. Tao không nghĩ mày lại giết người. Người đó còn là chị Triết nữa. Dạ, dạ. Tao còn bao che cho mày. Tao sai rồi.
cũng tao sai thận rồi. Ba con mày hối hận rồi. Ở tù suốt đời. Ba con hối hận rồi. Ba con xin lỗi. Con hối hận rồi. Ba. Con đã hối hận lắm rồi. Cái đời này con chỉ phạm lỗi một lần thôi. Bây giờ con đang cải tà quy chính rồi. Tại sao lại không thể cho con thêm một cơ hội vậy ba? Tại sao vậy ba? Bác sĩ, tình hình của bạn tôi thế nào? Cô đã uống thuốc an thần quá liều, nhưng mà cũng may liều lượng cũng không nhiều, lại được đưa tới sớm. Xúc bao tử cho cổ không có gì đáng ngại. Tâm trạng của cổ chưa ổn định lắm, cố gắng nói chuyện khuyên giải cổ đi, đừng để cô bị xúc động nữa. Cảm ơn bác sĩ. Em tỉnh rồi hả? Baby, sao em lại dại vậy chứ? Em xin lỗi. Em thật sự buồn lắm, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, nên uống thuốc an thần. Ai ngờ uống nhiều quá nên... Được rồi, không cần nói nữa, anh hiểu mà. Em không sao đâu. Xin lỗi nha, lại làm phiền anh nữa rồi. Em muốn gì đâu? Em cần phải xuất viện. Em phải tranh thủ về dọn đồ. Em không muốn làm phiền anh nữa. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, yên tâm nghỉ ngơi đi. Có phải em có thể khoan dọn đi không? Đương nhiên rồi, phải. Cảm ơn anh nhiều lắm baby. Yuki sao rồi? Rick, nè, qua bên này đi. Yuki vừa mới tỉnh lại, tâm trạng chưa ổn định cho lắm, chúng ta đừng làm cô xúc động. Em hiểu, anh đừng nói cho cô biết là em đã tới đây, bất công cô cảm thấy buồn. Với lại tình hình như bây giờ, anh cũng khó kêu cô dọn đi. Chuyện đó đương nhiên rồi, khi khác mới tính đi. Ừ. Anh Phạm sao rồi, có liên lạc với anh không? Em đã gửi tin nhắn cho anh rồi, nhưng mà anh không chịu trả lời. Bây giờ anh và Golden ở chung một nhà, em thật sự rất lo. Hay là vậy đi, anh với em tới đó thăm ảnh, con có thể khuyên ảnh hay không? Được. Tôi đã hỏi rồi, quỹ quyền công ty đó cho cậu, thì ra giấy ủy quyền đó có thiết lập thời hạn. Ờ, à, thiết lập cho cậu bao nhiêu đây? Tạm thiết lập 10 năm cho cậu có được không? Vậy cũng được. Ừ, vậy cậu nghĩ phạm vi ủy quyền lớn cỡ nào chứ? Hoàn toàn ủy quyền cho cậu, hay là ủy quyền cho cậu có giới hạn, hay là ủy quyền cho cậu có điều kiện có thời hạn? Tóm lại cậu ủy quyền tất cả mọi thứ cho tôi là được rồi. Ờ. Hai, anh hết giận em chưa? Mau tụi em về nhà đi được không? Không được đâu, anh sống ở đây thoải mái lắm, anh muốn tiếp tục ở đây. Anh đừng vậy mà, coi như chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi anh. Không được đâu, nền tảng tư tưởng lẫn nhau của chúng ta còn không tồn tại nữa. Sắp tới tôi sẽ về nhà lấy đồ của tôi từng thứ dọn tới đây. Cứ để cậu Phạm ở lại đây đi, chúng tôi cũng không phải là thiếu chỗ. Chú đâu rồi, em muốn nói với chú vài câu. Ba không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng. Phải, gọi lên nói với anh, nói chú bị cấn xỉu, hai người đừng có phiền chú nữa. Ngất xỉu, có đi bác sĩ không? Người già bị bệnh, thỉnh thoảng sẽ như vậy. Uống viên thuốc nghỉ vài hôm sẽ không sao. Người già bị xỉu không phải chuyện đùa đâu. Sức khỏe của ba tôi thế nào? Tôi nghĩ là tôi biết rõ hơn anh. Cậu chủ, ông chủ tới giờ uống thuốc rồi. Tới giờ thì đưa cho ông chủ uống đi, còn nói với tôi làm gì? Dù sao chú cũng phải uống thuốc, luôn tiện em vô trọng thăm chú. Thăm một chút rồi đi. Ba, Christopher thăm ba đây. Đồng anh Phạm. Chú à, chú thấy sao rồi? Chú xin lỗi. Chú xin lỗi. Chú à, chú không có gì chứ? Chú sai rồi, chú có lỗi. Sao chú cứ liên tục xin lỗi con chứ? Chú xin lỗi con chuyện gì? Tôi nói ba tôi không được khỏe rồi, các người nhất định vô làm phiền ba tôi. Chú đã sai số 20 mấy năm, chú có lỗi với anh Tiết. Chị Chiết nữa. Chú à, thật ra chú đang nói cái gì chứ? Chú đúng là công chết cũng vô dụng. Ông Diệp bị bệnh gì vậy? Mỗi lần ba tôi uống thuốc tim sẽ bị ảnh hưởng tới tâm trạng của ba tôi. Đúng, đúng. Nè ba bình tĩnh đi. Ba nghỉ ngơi đi ha. Bây giờ chú không ổn chút nào, chú phải đi bác sĩ. Ba không cần đi,
Trước khi các người vào đây, bà không có gì hết. Các người đi giùm đi. Phải đó, chú không khỏe đâu. Mọi người đừng làm phiền chú nữa. Chú yên tâm đi, có con ở đây. Có gì thì gọi con nha. Đúng đó. Đi. Mọi người đừng làm phiền chú nữa. Chị ra ngoài đi. Bà nghỉ ngơi đi. Bà không sao đâu, không sao. Ra ngoài trước đi. Bà nghỉ ngơi đi. Ra ngoài trước đi. Bà mà, cậu cũng ra ngoài đi. Chú đi. Cô có chờ ông chủ giùm tôi. Từ nay ngoại trừ tôi, bất cứ ai cũng không được gặp ông chủ, có biết chưa? Dạ biết. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Bác sĩ của ông Diệp nói sao? Bác sĩ Lâm nói tuần trước chú mới đi tái khám, không có gì đặc biệt cả, cũng không có đổi thuốc cho chú, tâm trạng không có vấn đề. Có khi nào ông đi khám bác sĩ khác, không đi khám bác sĩ Lâm? Bác sĩ Lâm là do em giới thiệu cho chú. Chú tin ổng lắm, có lẽ không tìm người khác. Golden nói thuốc tim ảnh hưởng tới tâm trạng của ông Diệp, nhưng bác sĩ nói thuốc đó không có tác dụng phụ gì. Tại sao anh ta lại nói vậy? Em thấy lo cho chú lắm. Chú làm như không thể kiềm chế được tâm trạng của mình, vậy liên tục nói xin lỗi em. Sao lại như vậy chứ? Ổng không ngừng nói có lỗi với hai người, có lỗi với ba má của em. Đúng là lạ lắm. Anh cảm thấy đó là chuyện gì vậy? Anh cảm thấy ông Diệp biết chuyện gì đó, nhưng mà Golden đã ra sức che đậy. Tên Golden này chắc chắn có mờ ám. Vậy chúng ta có nên tiếp tục điều tra Golden không? Lần trước khi chúng ta tới nhà hàng, anh ta đã cố tình tới phá chúng ta rồi. Có lẽ anh ta biết chúng ta đang điều tra ảnh, rất khó tiếp cận ảnh. Hay là thử điều tra từ ông Diệp đi. Chú có khả nghi sao? Anh muốn điều tra chuyện gì từ chú chứ? Không biết nữa. Hướng của Golden là ngõ cụt, thử điều tra hướng khác cũng không tệ. Nhưng bây giờ chú bị bệnh như vậy, làm sao có thể điều tra? Thử tiếp cận những người xung quanh của ổng. Rick, em quay lại công ty kiểm tra những người Golden từng tiếp xúc, coi có manh mối gì không. Ok. Judy. Sếp Cao tình cờ vậy? Không, tôi định đi thăm ông Diệp. Gặp cô thì hay quá, đi chung nha. Thôi đi, Golden nói ông chủ bị bệnh rất nặng, không thể để ai tới thăm. Ông Diệp bắt đầu bị bệnh từ khi nào vậy? Tối hôm trước, ông rất muốn ngồi trong nhà yên tĩnh, đưa tiền cho tôi, kêu tôi đưa cậu Lý ra ngoài ăn tối. Sau khi chúng tôi về nhà thì thấy ông bị bệnh. Vậy ông ấy có đi đâu hay là đã làm chuyện gì không? Hôm đó, cậu Lý lấy di vật của bà ra. Sau đó ông chủ nói, ra ngoài coi thử coi còn di vật của bà để lại nữa không? Di vật của bà Xuân. Bà Kim. Ủa, sếp Cao, sao cậu lại tới đây vậy? Tôi muốn hỏi thăm dạo này ông Diệp có tới đây hay không. Tôi muốn lấy lại di vật của bà Xuân. Dạo này không có. Lần trước, ông và cô Lý đã tới lấy hết đồ của bà Xuân đi rồi. Bà Xuân còn để lại cái gì nữa không? Cũng không có gì. À, có lá thư. Công ty này đã mấy lần gửi thư cho bà Xuân rồi. Lần trước ông Diệp đã lấy, nhưng mà mấy hôm sau lại gửi nữa. Phiền cậu đưa cho ông Diệp giùm tôi. Cũng được. Quá đơn đã tới hạn, vui lòng đóng phí ngay. Xin lỗi, tôi muốn hỏi có phải tủ đồ này đã tới hạn phải đóng tiền không? Anh đợi một lát. Tủ đồ này hủy bỏ rồi. Mấy hôm trước có người ta lấy đồ đi rồi. Hủy bỏ rồi? Có phải có một người tên Diệp Trường Lạc? Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Xin lỗi, tôi là cảnh sát, có thể kiểm tra giúp tôi không? Không sai, người tới hủy tủ đồ là Diệp Trường Lạc. Tôi nhớ ông ta nói người đăng ký và người liên lạc đều chết. Ông tới đây phụ trách xử lý di vật của họ. Người đã đăng ký và người liên lạc là hai người khác nhau à? Phải, người đăng ký là Lữ Lệ Giao, còn người liên lạc là Trương Tú Xuân. Và ông đã lấy đi những gì? Tôi nhớ là một bức thư. Một bức thư? Vào đi. Chị Cao, chị tới đây làm gì? Không, tôi và anh Phạm đã hẹn nhau. Tuần đầu tiên của mỗi tháng, tôi đều tới đây sửa tiếng Anh, sửa hợp đồng giùm ảnh. Không biết bây giờ ảnh có cần tôi nữa không? Cô có gặp ảnh không? Gần đây ảnh sao rồi? Tôi và anh Cơ có đi khuyên ảnh về nhà, nhưng mà ảnh không chịu. Tôi nghĩ anh giận tôi lắm. Xin lỗi nha, liên lụy đến hai người. Đừng nói vậy mà. Cô nghĩ tôi gặp anh xin lỗi có được không? Bây giờ chuyện gì anh cũng không chịu nghe đâu. Để anh nguôi giận trước đi. Ừ. Vào đi. Rick à, cậu Lý và Golden kêu các lãnh đạo tới phòng họp để dự họp. Anh hai tới đây sao? Phải, cậu Lý nói phải ký giấy ủy quyền cho Golden làm chủ tịch công ty.
Anh hai, Mary nói với em là anh chuẩn bị ký giấy ủy quyền cho Golden, có phải thật không? Em ngồi xuống trước đi, lần nữa anh sẽ nói. Cô Cao à, bây giờ lãnh đạo chúng tôi đang họp đó, phiền cô ra ngoài giùm đi. Vậy em đi trước. Không cần đi. Bây giờ cô Cao là trợ lý tạm thời của tôi. Ngồi xuống đi. Được, chúng ta họp đi. Trước tiên tôi muốn nói một chút chuyện với mọi người. Đúng ra thì ba của tôi định nửa năm sau sẽ về hưu, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của ba tôi càng lúc càng tệ. Ba hy vọng dành thêm thời gian để ở nhà nghỉ ngơi, cho nên thông qua tôi tuyên bố với mọi người, ba đã quyết định nghỉ hưu trước hạn, lập tức có hiệu lực. Hy vọng mọi người thông cảm cho ba tôi. Chú có trực tiếp nói chuyện này với anh không? Không. Mọi người ở chung một nhà, chuyện lớn như vậy, lý do gì không nói cho anh biết chứ? Thì nói với cô đơn cũng vậy thôi. Lát nữa anh ủy quyền cho cậu ta làm hết công việc của chủ tịch công ty mà. Cậu Lý, hãy luôn tiện cậu cũng tuyên bố luôn đi. Cũng được. Lát nữa tôi sẽ ký một tờ giấy ủy quyền, nội dung đại khái là tôi sẽ ủy quyền cho Golden thực hiện toàn bộ công việc của chủ tịch công ty của tôi, bao gồm quản lý và quyết định, giấy tờ và hợp đồng đối nội đối ngoại đều sẽ giao cho Golden ký hết. Tôi tạm đặt thời hạn cho hợp đồng này là 10 năm, tới lúc đó hết hợp đồng mới gia hạn tiếp. Chủ tịch ơi, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của cậu. Tôi nhất định giúp cho Đại Thăng có danh có tiếng. Bây giờ anh làm như vậy so với đưa công ty cho anh có gì khác biệt? Có khác biệt chứ. Bây giờ Golden làm hết mọi chuyện cho anh thôi. Cổ phần của công ty vẫn thuộc về anh kia mà. Vậy tại sao anh không tự mình làm? Anh đâu phải thường xuyên đi làm, anh tiếp tục làm là được rồi. Tôi không thích làm những công chuyện này nữa. Bây giờ Golden làm hết cho tôi là được rồi. Có vấn đề gì chứ? Đương nhiên có vấn đề rồi. Công ty này là do tay ba sáng lập ra, sao anh có thể giao hết tâm huyết của ba cho anh ta được chứ? Hình như tôi có nghe cậu nói lúc trước ba của tôi cũng giao công ty cho chú quản lý mà, có phải không? Thì đó, chú đã giải quyết hết rồi. Chú làm cũng tốt lắm mà. Chú đã cực khổ làm tới bệnh luôn rồi. Bây giờ chúng ta giao cho con của chú giải quyết, có vấn đề gì đâu, hợp lý lắm mà. Thật ra anh có hiểu hay không? Anh ủy quyền cho anh ta, toàn bộ công việc trong công ty đều do anh ta quyết định hết. Sau này anh muốn ủy quyền đó cũng không được. Chris, anh của em là cổ đông lớn trong công ty, nên có quyền làm như vậy. Em tôn trọng quyết định của cậu ta có được không? Anh em người ta đang nói về vấn đề của gia tộc, anh đừng chen vô được không? Cô nắm chức vụ gì vậy? Là trợ lý tạm thời. Lãnh đạo chúng tôi đang nói chuyện ở đây, cô chen ngang làm cái gì, liên quan gì tới cô? Phải đó, cô chen ngang cái gì, liên quan gì tới cô? Mary, lấy giấy ủy quyền qua đây. Chủ tịch ơi, ký vô đi. Anh hai, em là em của anh mà. Thật ra anh tin ảnh hay là tin em? Nếu anh tin em á thì anh đừng có ký mà. Anh tên Golden. Grace, ba, hôm nay con thực sự vui lắm. Cậu Phạm đã ủy quyền công ty cho con rồi. Từ nay mọi chuyện trong Đại Thăng đều do con quyết hết. Sao đột ngột vậy? Tại sao nó không nói cho ba biết? Ba đâu cần biết làm gì. Từ nay mọi chuyện trong công ty ba đều không cần quản nữa. Cố gắng ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Kêu thằng Phạm tới đây, ba muốn hỏi nó tại sao lại có quyết định như vậy. Con không cho ba gặp nó đâu. Nếu giống như lần trước vậy, ba không thể kiềm chế tâm trạng tự nhiên khai ra hết thì sao đi? Con nói như vậy tức là sao? Ý của con tức là trước khi ba lá rụng về cội, tốt nhất đừng gặp ai nữa. Chị hai, sao vậy? Vậy anh Phạm à?
Em nghe Greg nói anh Phạm đã ủy quyền công ty cho Golden quản lý. Hắn đúng là đáng ghét. Hắn lấy công việc của công ty chị không có tư cách lên tiếng, kêu chị im. Anh Phạm cũng nói đồng ý. Bây giờ anh Phạm giống như bị hắn ta bỏ bùa vậy. Nói cái gì cũng không nghe đâu. Chị đau lòng nhất là thái độ ảnh đối với chị. Rõ ràng trước đó cả hai vui vẻ lắm. Chị nghĩ cả hai sẽ không quay lại với nhau nữa. Em trai à, anh Phạm bỏ chị rồi. Chị không sao, chị vô phòng đây. Vào đi. Ê, để anh. Cảm ơn. Rồi. Sao nhiều hồ sơ vậy? Nhiều việc làm lắm hả? Không phải. Bây giờ em đang tìm cách làm sao tuyên bố vô hiệu với ủy quyền của anh hai ký cho Golden. Trên lý thuyết á, nếu em chứng minh được anh hai đã bị Golden xúi dục, còn không á thì tình trạng sức khỏe của ảnh thực tế không thích hợp ký với ủy quyền, vậy thì em sẽ có thể xin tòa ký lệnh cấm. Bây giờ em đang tìm án lệ. Em muốn làm vậy thật sao? Em muốn kiện tụng với anh Phạm, đó là anh của em đó. Em cũng là em của ảnh vậy. Bây giờ ảnh tin tưởng một mình Golden, còn ký như chuyện quá đáng như vậy. Chẳng thà tin tình khôn đó cũng không tin em. Anh Phạm cũng vì một lúc không tỉnh táo thôi. Anh không phải thật sự không tin em. Tuy trước giờ em không biết trong đầu anh hai nghĩ cái gì cả, nhưng mà có một số chuyện bấy lâu em luôn biết. Đó là anh ấy rất thương em, chưa bao giờ đối xử với em như vậy hết. Rick, có anh ở đây mà. Ai ăn hiếp em, anh nhất định không buông tha cho hắn. Anh yên tâm đi, em không dễ bị người ta hạ gục vậy đâu. Đại Thăng là gia đình của em và tâm quý của ba. Em không khoanh tay đứng nhìn Golden nuốt chửng công ty như vậy. Anh biết là em sẽ làm được. Anh nói đang điều tra vụ án tự chú, anh có điều tra được gì hay không? Anh điều tra được Lữ Lệ Giao, để lại bức thư cho bà Xuân. Bây giờ bức thư đó có thể nằm trong tay ông Diệp. Là thư gì vậy? Có gì đặc biệt chứ? Anh cũng không biết, nhưng mà anh cảm thấy bức thư này chắc chắn là mấu chốt. Chú Đi à, cho tôi ly nước. Chú Đi. Xếp cao. Ông Diệp. Họ Phạm ra ngoài rồi. Tôi cố tình đợi họ đi hết mới tới tìm ông. Cậu tìm tôi hả? Sức khỏe của ông sao rồi? Cảm ơn. Nghỉ ngơi vài hôm đỡ nhiều rồi. Xếp cao à, cậu không cần đặc biệt tới thăm tôi đâu. Tôi muốn hỏi cho rõ, hôm đó ông tới kho mini lấy di vật của bà Xuân là cái gì vậy? Sao cậu biết? Ông không cần biết. Chỉ là đồ lặt vặt thôi. Không phải đồ lặt vặt, là một bức thư Lữ Lệ Giao để lại cho bà Xuân. Đúng. Đúng là có bức thư. Không có gì đặc biệt. Tôi đã bỏ rồi. Ông Diệp, tôi hy vọng ông hợp tác với tôi, nói sự thật ra. Tôi đang nói sự thật mà. Chỉ là một bức thư hỏi thăm bình thường. Người đã chết rồi, còn để lại có ích gì? Lữ Lệ Giao cố tình mướn tủ đồ đó. Người liên lạc, địa chỉ liên lạc đều là ghi bà Xuân. Bây giờ cậu chết, không ai đóng tiền, bức thư liền gửi tới tay bà Xuân. Cậu tìm đủ mọi cách, ngay cả chết cũng muốn gửi bức thư đó. Ông nói với tôi là bình thường à? Ông Diệp, ông giao bức thư đó ra đi. Không có. Không có thật mà. Ông không chịu đưa, tôi sẽ tự đi tìm. Nè, cậu làm cái gì vậy? À,
Sao không có? Ở đâu? Gửi Trương Tú Xuân. Cậu có tình trộm bao? Bức thư nói còn thẻ đi. Thẻ đó đâu? Tôi không có. Cậu đừng hỏi tôi. Tôi hỏi ông, cái thẻ nhớ đó đâu rồi? Không, đừng có hỏi nữa. Cậu Phạm đã coi cái thẻ đó không? Trong đó có cái gì? Lữ Lê Giao rồi mang thẻ đó tới sở cảnh sát, chắc chắn là có manh mối quan trọng. Ông nói tôi biết đi. Tôi xin lỗi, đừng có ép tôi. Lỗi tại tôi. Tôi đang ghét. Tôi có lỗi với Hào Phạm. Tôi có lỗi với Tùng Vinh. Ông nói gì vậy? Có phải có liên quan tới vụ án lúc nhỏ của anh Phạm? Thật ra ông biết được chuyện gì? Lữ Lê Giao đã nói chuyện gì hết? Ông Diệp à, ông khoan khóc đã. Ông nói tôi biết đi mà. Tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với anh Triết, chị Triết. Còn hại chết cảnh sát rồi nữa. Hại chết cảnh sát? Có phải là Cao Triển Thường? Thật ra muốn giải đẩy chuyện gì? Ông nói tôi biết đi. Sao ba tôi lại chết chứ? Cậu, cậu là con của Cao Triển Thường. Phải. Tôi xin ông nói tôi biết đi. Tôi biết ông không chỉ đơn giản là đã coi thẻ nhớ đó, bản thân cũng biết rất nhiều chuyện. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ông đừng suốt ngày nói cầu xin tôi nữa. Tại sao ba của tôi lại chết chứ? Tôi xin lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.